Xin chào mấy ông, lại là tôi đây, tân nông dân đẹp trai đây. À mà nhà ông nào có con gái chưa có chồng thì gả cho tôi nhé. A hi hi. Hôm nay tôi sẽ kể cho mấy ông nghe về ưu điểm của giống cà phê Thiện Trường. Mấy ông nghe kỹ nhé. Giống cà phê Thiện Trường được anh Lưu Công Bình, Lộc Quảng, Bảo Lâm, Lâm Đồng nghiên cứu và chọn lọc. Mặc dù giống đang trong quá trình theo dõi và kiểm chứng để cấp chứng nhận cây đầu dòng, tuy nhiên do có nhiều ưu điểm nổi trội về năng suất và khả năng sinh trưởng nên được rất nhiều bà con tin dùng. Riêng huyện Bảo Lâm theo thống kê năm 2014 có đến 30% diện tích đang canh tác giống cà phê này. Những năm gần đây, giống còn được một số hộ dân tại Đắk Lắk, Đắk Nông mang về địa phương canh tác và cho thấy khả năng thích nghi tốt cũng như đảm bảo được năng suất tương đương như khi trồng ở Lâm Đồng. Ưu điểm là sinh trưởng mạnh, có khả năng kháng bệnh tốt, phát triển ổn định ngay cả trên đất bô xít bạc màu, đất lẫn sỏi đá, pha cát. Lá to, xanh đậm, bề mặt bóng như có dầu, đọt non màu hơi đỏ, cành to, cứng cáp, đốt quả dày, chùm quả nhiều trái, trung bình 60 trái trên một chùm. Khả năng đậu trái cao, ít chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Quả to, ít bị lép, vỏ quả hơi dày nhưng chất lượng nhân vẫn đảm bảo. Khi chín thường chín tập trung, dễ hái. Tỷ lệ tơi nhân 3,8-4,3 kg. Giống cà phê Thiện Trường có năng suất giai đoạn đầu tái canh hoặc cải tạo có thể đạt đến 8-9 tấn trên hecta, sau đó ổn định về mức 5-6 tấn trên 1 hect. Sau khi nghe xong mấy ông có thấy thất vọng chút nào không? Mấy ông có ý kiến gì cứ bình luận bên dưới nhé. Tôi sẽ trả lời mấy ông kể cả ngày lẫn đêm. Ok cứ như vậy nhé. Hôm sau tôi sẽ làm về cà phê lá xoài. Mấy ông đón xem nhé. Còn bây giờ tôi phải đi ăn cơm rồi mấy ông ơi.